Thánh đều thánh giá tỏ gớm. Dạ, con chào cha, con chào phòng đoàn, con là Phêrô Khánh, con ở Quảng Ninh giáo xứ Đông Tân và giáo phận Hải Phòng. Con được ơn của Chúa được 3 ngày hôm nay con làm chứng cho Chúa. Thứ nhất là ơn đầu tiên của vợ con, thì vợ con vào đây cùng mấy bố mẹ con và chú ruột con, cô con, thì bố con là đau lửa đầu, vợ con thì tức ngực, mà mẹ con thì thoái hóa mà đau tim mạch. Thì 3 hôm nay cha đặt tay lên đầu bố mẹ con, bố con thì khỏi rồi, bố con bảo đầu bố không thấy choáng váng được. Thế mẹ con chỉ còn một chỗ lưng đằng sau là đau thôi, còn là ngực thì thở thoải mái rồi. Thế vợ con thì lại bảo là cha đặt tay trên chỉ vào ngực thì cha đặt tay vào ngực thì cha bỏ ra như rút cái dầm ở trong ngực vợ con ra. Thế là ơn thứ tư. Rồi, vợ con đâu? Dạ. Em lên đây. Em lên đây. Đây, con kể lại cho mình nghe cái cảm giác lúc mà được đặt tay rồi con như là được rút cái gì dầm hay cái gì trong ngực, con nói cho mọi người nghe. Con tên gì? Dạ, con tên là Thanh Maria, con ở giáo xứ Đông Tân, giáo phận Hải Phòng dẫn cha. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con mới biết tin gọi là từ mùng 2 tháng 9 năm vừa rồi ấy cha. Thế là vợ cháu con bảo là anh ơi thôi không làm nữa, đi vay tiền vào cha lòng luôn đi, em mê rồi. Thế cha con bảo vào đi vào, sợ gì, vay lãi bao nhiêu vẫn bảo. Thế con không thì mê luôn. Thế là thế cha thì con bảo thì chồng con bảo là hai vợ chồng con không biết chữ đâu cha. Thế cha chồng con bảo thôi không ai đi, anh dắt em đi. Thế sao? Thế con mới bảo mẹ con này, mẹ ơi, mẹ đẻ cho con đây ạ. À. Mẹ ơi, mẹ có chào cha Long với con không? Mẹ bảo là mẹ rất khó khăn lắm con ạ. À. Thế con bảo là mẹ ơi, chuyện đâu có đó, Chúa sẽ xếp cho được hết. Thế bố con bảo là chú bố đi mấy? Bố con đây. Anh ơi, chú. Anh ơi. Em vậy thì bị trẻ hay gì các bạn này. Đấy, đấy ông bà gọi chứ tôi đúng có gọi đâu. Dạ thưa cha, con chiến với tay con bảo 12 người dạ thưa cha. Ai được ơn? Chú ruột con ạ. Chú ruột con. Rồi. Con mấy người trong lắm. Rồi về con. Rồi con này. Đứng ngoài cao hơn. Đứng ngoài. Mời con đứng lại. Rồi bây giờ con kể coi là con được cái ơn mà trong ngực con nó bị đau rồi được rút như cái dòng, nó kể cho mọi người nghe. Dạ, cái hôm đầu tiên con vào đấy, hôm kia dạ đi xa người con nặng như đá ấy. Vâng, thế con bảo lại Chúa Giêsu con tin quá. Vâng, thế là con mới vào hôm đầu tiên con nặng, hôm thứ hai cha đặt tay con ở chỗ đây này, như kiểu là cha rút cái kim ở trong người con ra thế này luôn. Sao mày cổ con đau lắm cha, những tên này đau lắm mà hai hôm nay người con nhẹ như bóc luôn. Thế con rất là tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Rồi còn ông đứa con vừa nãy ông được ơn ông bị đau sao và được chữa lành. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Thì cái hôm cách đây hai hôm trước thì con đau cũng lửa đầu rồi, đau lắm mà cũng cúi đầu là lên là chóng mặt đây. Thế thì cha cũng sờ đầu con từ hôm qua hôm nay là con hình như là hết, không còn nữa. Đấy. Ông tên gì, bao nhiêu tuổi? Con năm nay là 65 tuổi. Vâng, con Phêrô Nguyễn Văn Mập. Rồi, thêm một người nữa bà và được Chúa chữa lành như thế nào? Dạ, con đầu tiên con cảm ơn. Thôi, đừng. Vâng. Thế cha với cộng đoàn là con được cái ơn này từ đầu năm đến giờ là con được bốn ơn. Thứ nhất đầu tiên là con nghe cái tin đồn cha Long, mà con không biết cha Long ở đâu mà giáo điểm tin mừng ở đâu, bởi vì con ở mãi Quảng Linh Hạ Long, con chưa đi vào trong miền Nam bao giờ. Thì con bảo là ước gì bây giờ có người cho mình số điện cha Long, mà như mình có cái tin gì đây
mà con đi bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Hà Nội, bệnh viện Tim Mạch, bệnh viện Hải Phòng, bệnh viện Quảng Ninh, bệnh viện Thụy Điển. Mọi người bảo con là bệnh tim mạch này khó khăn lắm, chị chỉ sống giây, sống phút, sống giờ. Với chồng với con cứ có cái gì thì ăn đi. Chứ còn chúng tôi cũng bó tay rồi, con về con cứ khóc dưới chân Đức Mẹ thôi. Lúc giờ con chưa biết lòng thương xót Chúa thì con chỉ nói rằng là Chúa ơi, Mẹ ơi, cứu con, gia đình con được 6 đứa con mà bây giờ con đi bệnh viện nọ, bệnh viện kia thì con làm phiền con thế này thì con khổ lắm. Mà con cứ đứng đâu con cũng khóc ngày 3 lần cầu nguyện, con khóc 3 lần. Thế một hôm con nghĩ là không biết làm sao mà con gái con nó lại tinh vi thế, nó mở mạng ra, nó bảo Mẹ ơi, Mẹ, con biết được tin này rồi, mừng lắm Mẹ. Cha Lâm ở trong kia có lòng Chúa thương xót, chữa bệnh cho ai cũng khỏi, Mẹ yên tâm đi để con nhắn tin cho Mẹ. Thế nào Mẹ cũng được ơn, con gái con nhắn tin 3 tin chưa thấy được. Thế đến tin thứ 4, con gái con bảo Giê-xu Mẹ ơi, được rồi đấy Mẹ ơi, con mừng lắm Mẹ, sống rồi. Thế là cha bảo là con yên tâm, cha cầu nguyện cho con, lạy Chúa con trước mặt Chúa và cộng đoàn có cha, con không nói sai một tí nào. Từ đấy đến giờ bệnh tim con nó khỏi, cứ như là một luồng gió gì nó thu hút con, mà con từ bấy giờ đổ đi sau lòng con tin thác vào Chúa, ngày đêm tối sáng cầu nguyện đêm ngày con không ngớt, 2 giờ đêm con không ngủ được, con cũng dậy con bảo lạy Chúa. Lúc rồi khi mà chị vào đây thì được ơn chữa lành gì nữa, kể tiếp vào đây. Hôm qua hôm kia đấy con nói với cha đấy, con bảo con ôm bảo cha đi chạm tay cho con bảo cha ơi con có bệnh tim rồi, con lại có bệnh phổi, con không thở được, con ôm vào cha con khóc đi đấy. Cha bảo không chết được, lạy Chúa con thấy rằng sự lạ chưa, thế gian này có cái gì bằng được. Có được hai ngày hôm nay mà Chúa nhìn lấy con đấy, cha nhìn lấy con, cộng đoàn nhìn lấy con đấy, vui vẻ tươi cười mà con dễ thở. Chứ ngày hôm con thở khó lắm, mà con bệnh tim mạch con khó khăn lắm. Thế lâu bây giờ có hai ngày hôm nay con vào đây mà con đã được cơn sốt sáng mà khẩn cấp đến mức độ con không tưởng tượng được. Hai ngày hôm nay con đỡ 99%. Con người chúa chữa khẩn cấp, người thánh khẩn cấp. Rồi còn con. Con thưa cha, con với cộng đoàn, con là tên Bùi Văn Cương ạ. Con 54 tuổi. Con bị thái hóa cổ. Thưa cha, con vào đây được 4 hôm, hôm nay là thứ 4. Thì con cảm tưởng là những ngày xưa đấy, mấy ngày con ngồi vào 1-3 tiếng là con còn đau cổ lắm chưa được. Nhưng mà hôm nay con ngồi suốt từ sáng và cả cha đấy, mà đến đi giờ con cảm thấy rất thoải mái. Thì con được ơn cha và được ơn Chúa ở cộng đoàn. Con cũng cha thì gia đình con thì vợ con rất là đau đầu, nhưng mà cũng chưa đi được vì vợ con nó say xe. Thì cũng nhờ cha và cộng đoàn và ơn Chúa kêu xin cho gia đình con được mạnh khỏe để làm ăn. Rồi tiếp tiếp con. Lạy cha, con là Ma Thiếu Hòa. Con đau chân, đau lưng, đau đầu. Thì con vào hôm nay là 3 hôm, chị em con với cháu con đó vào cha sáng. Thì con vào 3 hôm nay, người con nhẹ nhõm hết tay rồi. Con tham gia rồi, mày con khỏe. Thì con cũng mừng lắm. Vì con sắp đi sống 13 tuổi, con đã làm biển cha. Thì con vất vả đêm hôm con nhiều bệnh lắm. Thì con vào, con theo các cháu với em con vào đây. Thì Chúa cho con được khỏe mạnh rất là nhiều rồi. Thì con cảm ơn Chúa và con ơn cha. Thì cha các đồng bạn thì khánh cho con được. Hallelujah. Đây là một đại gia đình ơn Chúa xuống chẳng chề. Cho nên là nhìn vào đây, nghe những cái này mà còn không nhận ra lòng thương xót Chúa thì Kinh Thánh gọi là những kẻ ngu si, những kẻ cứng lòng. Cái thế hệ gian tà và sa đọa này không cho chúng một dấu lạ nào khác nữa. Đây là những cái dấu lạ để cho con người ta nhất biết lòng thương xót Chúa, nhận ra quyền năng của Chúa, mà còn chưa nhận ra thì biết đến bao giờ họ mới nhận ra. Và nếu mà không nhận ra thì đúng họ là những người vô phúc thưa anh chị em.
chúng ta tạ ơn Chúa vì trong thế gian này, giữa những cái tối tăm này, đấy, thế gian nó tối tăm nó như vậy đấy, đấy là cái thế gian của cái sự tối tăm, thế gian mà của những cái khói, của những cái xương sẩu, của những cái mà bị để lại chứ không được đem đi. Đây là những cái mà phải để lại đây, xiềng xích, lòi tói, rồi xương sẩu, tiền bạc, danh vọng, chức tước đều phải để lại hết chứ không được đem đi đâu. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có thể đem đi những gì mà chúng ta đã cho đi mà thôi. Nếu mà chúng ta không giữ lại cho mình cái gì thì ta sẽ được đem đi hết. Còn nếu mà ta cứ giữ lại cho mình danh vọng, chức tước, địa vị thì chúng ta cũng sẽ phải bị để lại những cái đó ở trong sự khốn nạn, ở trong sự khốn cùng và khốn kiếp trầm luân đời đời. Mỗi người có sự tự do lựa chọn. Nào, bây giờ chúng ta cầm cái quạt lên và chúng ta cùng nói đến cái sự lựa chọn ấy. Mỗi người lựa chọn, anh chị em lựa chọn được đem đi hay bị để lại? Anh chị em lựa chọn được đem đi hay bị để lại? Được đem đi, muốn được đem đi thì anh chị em phải để lại tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị. Anh chị em có sẵn sàng để lại không? Nếu muốn được đem đi thì anh chị em phải để lại tất cả những đam mê, sắc dục, ma túy, xì ke, rượu chè, cờ bạc. Anh chị em có chịu để lại không? Để lại thì nói để lại, đem đi thì nói đem đi nha. Anh chị em có muốn đem đi tất cả những cái gì tốt lành, đem đi tất cả những cái gì thuộc về Thiên Chúa, anh chị em muốn để lại hay đem đi? Tội lỗi, đam mê, sắc dục, anh chị em muốn để lại hay đem đi? Những người bạn thân thương của anh chị em muốn đem đi hay để lại? Muốn đem đi thì chúng ta phải nói cho họ về lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mà ta muốn đem họ đi mà không nói cho họ về lòng thương xót của Chúa, mà họ không nhận biết lòng thương xót Chúa thì họ bị để lại hay được đem đi? Bị để lại. Cho nên rõ ràng lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta phải có sự lựa chọn. Một là được, hai là bị. Một là được, hai là bị. Chúng tôi muốn, chúng tôi không muốn, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng đem đi những cái gì tốt nhất, những cái gì hay nhất, những cái gì đẹp nhất, và chúng tôi chấp nhận và sẵn sàng để lại những cái gì thuộc Thiên Chúa thì trả về cho, cái gì của về thế gian thì trả cho Thiên Chúa. Thì em dơ lên, anh chị em tự đi, tôi không làm nữa, anh chị em tự mình làm coi. Cái gì thuộc về Thiên Chúa thì tôi trả về cho, thì tôi sẽ được đem đi với. Còn cái gì thế gian thì tôi trả về cho, của thế gian thì trả cho, của Thiên Chúa trả cho, và chúng tôi sẽ được về cùng với.